Chiều nay 6 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Thanh Minh, tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã tín nhiệm bầu ông Đặng Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu bà Lê Thị Trang Đài, Phó Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Đặng Thanh Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc bày tỏ quyết tâm sẽ sớm tiếp cận với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng Nhân dân huyện đã đề ra.